Chào cả nhà nha. Hôm nay mình ra vườn sầu riêng của ông chú mình đặt mấy con đặt chuột, chuột mấy cái dừa đó. Quá trời này mình có làm mấy cái lồng nhà chuột này để mình đặt vô mấy cái dừa có chuột. Dặn sẵn hôm nay mình coi sầu riêng của ông chú mình có bông chưa. Thì đây để chút xíu mình quay lại cho các bạn xem nha. Hồ sầu riêng nè. Hồ sầu riêng bông quá trời các bạn ơi. Này hôm nay chú Út mình ổng tóc bạc hết trơn nè, tóc bạc hôm nay nghe nói tóc bạc cũng khoảng cũng cả gần tháng rồi đó. Tóc nó túm vô đây nè. Tóc bạc chưa hết rồi. Này bông ra quá trời nè. Tóc bạc hôm nay khoảng chừng tháng. Cây này nó cũng hơi si ha, mà có bông, si mà có bông quá trời nè. Bông cũng nhiều nè ha. Bông quá bự rồi các bạn. Tóc mũ hết trơn. Nghe nói nay chú Út rải phân hay gì để hồi mình đi ra ngoài kia mình lỗi lúc ngoài kia mình coi xem coi coi thì có nghe nói chút rải phân quá trời bông rồi nè, nay sầu riêng bông quá, bông bông quá. Bông thấy hàm ha. Ồ. Quá trời bông rồi. Ô, này ra cái ham luôn. Cái nào như cái nấy. Ô các bạn. Đi à. Cây này cũng bông quá nhiều nè. Này hôm nay tóc bạc này khoảng chừng chắc cũng hai mấy ngày đó các bạn. Này chú cũng rải phân, rồi hôm nay cũng có xịt thuốc này nghe cái chú rải phân đi ra ngoài coi. Bên này nè anh Hiền, anh rải phân cho sầu riêng cho chú Út nè. Nay mình đi đặt đặt chuột, gài bẫy chuột mà gặp vô tình gặp anh rải phân. Anh rải phân gì anh Hiền? Phân phân chuồng là phân gì? Phân hữu cơ hả? Để coi phân nó sao đâu. Phân hữu cơ qua cái hộp rồi. Này là phân hữu cơ phân chuồng đó các bạn. Chuồng đó. À, gãi vô. Anh cho nắm bịch này đi chút xíu không? À, về tôi bỏ mấy cây cà ra. Rồi rồi. Còn phân gì nữa không? Không, không phải gãi phân kia phân gì rồi không biết, phân xanh xanh đó. Đi gài bẫy mấy cái chuột dừa bên đây không biết có không nè. Hồi qua mấy cái dừa lên đó, đó. Và với mấy dừa với nó gài. Một lát mà mình qua bên cây dừa đó mình đặt mấy cái bẫy chuột nè. Mồi này là mồi bắp bắp với mít, mít chín mình á. Qua bắt mấy cây dừa nó bắt mấy con chuột, chuột quá trời, nghe chú nói quá trời chuột lên đó. Chú ra đi đây, đi bẩn đi lại nè. Mệt. Trời mưa quá hả, đi bộ.
Mày theo mày ngồi chơi không mày cũng đổ mồ hôi nữa làm sao? Ai biết được. Nào quay giống. Ôi mệt. Không biết thở. Rồi thấy đó tôi đắng không? Tới luôn. Chỉnh gom này ha. Thấy đi đâu? Đó, trong này nhỏ nhỏ nè. Gom này gom nước nào đâu sao? Nước đen bự không? Vừa quá trời này có dao hả? Bẻ vừa quá thiệt. Dao đâu không? Mời lấy xuồng ra chặt cái nào nào chặt hết. Quá trời nè. Ok đó. Đặt cái này có. Ừ. Hồi nãy chị chưa đi đặt hai bên sau hả? Hồi chưa, mới làm hai cái đặt lên. Hải Lập có nhà không? Bên kia tao gãi đi. Cái này nha. Mà không có gì cột rồi, nãy không đem gì cột rồi. Bên kia thiếu hai cây người gái bản đó hả? Đó luôn. Bao gom gom lại đây đi rồi nữa ấy. Tao đi tuốt bên kia tao mở dây bên kia đầu bên kia. Tay thi. Này gãy phân này phân chuồng hả thiếu mục? Phân mày hả? Hữu cơ ha. Mày thấy bữa nay nó lú không? Quá trời à. Mày thấy nó ra nè. Ừ. Rồi vài ngày đừng mưa nữa nha. Quá trời, mình nay hai bữa nay chịu khó ăn hai đợt rồi. Mua 5 gram xuống đồng mừng. Này gửi phân đạm con chuồng nè. Cu cơ. Cơ nó ra bông nè, coi nè, các bạn ơi. Quá đã luôn. Quá đã luôn hả chị bà, này nhìn thấy nó quá ngon à. Nói chung này nếu mà nó được giá là ok đó. Ủa một cây một gốc là nửa thao không? 5 kg. Một gốc 5 kg luôn. Quá trời bông đá thiệt chứ. Đấy, cây này nó ra bông ghê luôn á Thục. Ừ. Giờ cây nào cũng ra nhóc chân. Cái kia nó xì xì mà cũng ra bông quá trời luôn đó. Cây nào đâu, cây nào nấy ra đâu. Quay theo cái ô ở giữa. Quá trời ha, ra này ra công nhận. Bên kia ra mà ổng khủng khiếp luôn á. Cắt bỏ bớt rồi bên kia. Ừ. Này ra bông quá nhiều rồi, giờ phải cắt bỏ bớt nữa các bạn. Cắt bông bớt chứ không có để gì nhiều quá. Đặt cái gậy gặp bẫy chuột của nó đó. Cắt nước quá không có để hai cái dừa không có dừa không kho. Không có dao để chặt uống.
giờ mình vô nhà chắc uống luôn. Nãy vô trong cái trại lục cứng dao không có. Nãy vừa mình nói trái nhóc chưa mà chuột nó ăn quá trời luôn các bạn. Được còn được mấy trái là nguyên nguyên nè. Thôi mình đi vô mình qua vườn bên kia mình gài bẫy tiếp anh. Hôm nay vườn chùa viên, vườn chùa viên của chú Út á, gãy ba phân hữu cơ phân đạm đó. Này bông ra quá trời luôn nè. Bông nó ra. Coi nè. Này bông mấy bông này bông ít ít. Cây này ra ít. Coi nè, ra nè các bạn. Ồ rồi. Không. Không, chùm chùm kìa. Kìa. Đó thấy không? Nó. Ồ nó ra nè. Ra một cua. Thân kìa. Đã thiệt chứ. Trời nhánh nhỏ này cũng ra nữa nè. Ra tới đây. Không phải trái dừa. Nè. Ra thăm mấy cái bẫy mà chuột ngoài này các bạn ơi. Ủa nay xịt thuốc nữa vậy? Nay xịt thuốc hả? Thuốc. Nay xịt thuốc gì vậy? Bộ dưỡng hả? Bộ dưỡng bông ha. Hôm qua gãy phân, hôm nay xịt thuốc. Hôm qua đi đập đặt mấy bẫy chuột này đi thăm rồi. Nè, bông ra quá trời các bạn. Nay xịt thuốc bộ dưỡng bông nó hôm qua thì gãy phân. Hôm qua mình đi ra gặp chuột đó. Nay mình đi ra thăm mấy cái bẫy rồi. Đặt bên hàng dừa bên đó đó cứ. Này, sầu riêng ra bông quá trời các bạn ơi. Mà không biết năm nay giá sầu riêng như thế nào. Chứ bông mùa nghịch này là mùa nghịch bông nè. Đó thấy không? Bông quá trời nè. Thôi mình đi ra thăm mấy bãi chuột đây. Rồi có dính là mình quay lại cho các bạn xem nha. Hôm qua mình đặt mấy cái dừa bên đó đó các bạn. Hàng dừa bên đó đó. Đặt ba cái hai ba cái gì đó. Và có mấy gặp mấy cái dừa này. Im quá chỗ này im quá không biết có không nè. Có cây nào quên ta. Rồi chết rồi. Thôi. Không có rồi. Có thành quả không? Đâu mất rồi. Ủa đâu mất rồi ta? Ủa? Mới nó rớt ta? Đây nè. Chắc nó rớt cái này đó. Rồi, nó rớt dưới kìa. Hôm qua đặt cái một cái gặp ở đây một cái nè các bạn. Thầm nó có dính rồi. Đây một cái nè. Đây ạ. Mất. À dính con rồi bạn ơi. Đây nè, nó gớt xuống không thấy. Nó gớt xuống nè. Đó. Nãy qua đặt trên đây là tưởng nó mất chứ. Bây giờ nó gớt xuống đất. Rồi. Con đầu tiên. Rồi. Đường con đầu tiên rồi các bạn. Rồi đi tiếp tục đi ra ngoài vườn dừa. Đây nè, thăm cái. Dính mà. Dính. Đó. Đó nè. Ờ, cái này dính nè các bạn ơi. Dính con vô đây nè. Rồi mình trèo lên lấy à. Ôi. Chuột nó bự nè các bạn. Thôi mình gỡ xuống nha. Đem xuống nè các bạn. Chuột giấy quá trời bự luôn nè. Chuột cơm, chuột dừa nè. Rồi đi thăm cái tiếp thì mình thăm mấy cái cây kia nữa. Hai cái được hai con rồi các bạn. Hai con nè. Tiếp có cái đằng này nữa nè.
Có không? Không dính hả? Cái này chết rồi bạn ơi. Này không im rồi. Thôi gỡ ra. Tính cái lùm đó nó qua, nó qua. Cái này dính không biết. Dính. Tàu vừa ngang mà. Ờ thấy rồi. Rồi cái dính đi, cái dính cái trên đó nữa các bạn ơi. Dính kìa, để chèo lên cỡ rồi. Cái dừa mà vậy chuột nó ăn hết trơn mấy dừa. Đây nè các bạn. Đó. Mày hả bưởi. Này có lý có khám khá rồi đó. Mày hả? Bành kia tưởng nó nhỏ. Ừ. Con cái này là chết. Đây. Thôi mình đi thăm tiếp các bạn ơi. Vừa vừa còn mấy cái dừa này nữa nè. Đây coi coi dính nè. Qua gại đây một cái nè. Thôi đây chết rồi. Cái này không dính nè. Rồi thôi lát gỡ xuống đây hả, cái bên kia chết à, cũng được đó, dính cái con nữa nè, trèo lên mình gỡ nó. Nãy giờ 5-6 cái gì rồi đây, cũng bự với đâu nhỏ đâu anh hai. Ồ ồ, cho mày ăn dừa hả mày. Này cho mày ăn ngon quá mà. Ăn bắp với mít nè, chín rồi. Đó, thấy không? Rồi, cây này thử coi. Cây này im quá mà. À, có một con nữa nè. Đó. Đâu nè. Đó. Mày há bưởi. Thôi để mình trèo lên lấy nha. Lấy cái thang mới được. Nè. Bắt cái thang lên nè, lên mình gỡ nó các bạn ơi. Đó. Đó các bạn ơi. Thôi mình gỡ đi. Rồi đem xuống. Đó các bạn. Chà bá luôn. Này vô à. Hồi nữa mình giờ thăm xong hết cái mình gom lại rồi mình cho các bạn xem nha. Gom lại thành quả của mình. Ở đây hai con nãy trong kia mấy cái nữa kia cũng dính nữa. Trèo lên gỡ con này nữa các bạn ơi. Đây, đây nó. Bạn thấy không? Nó lên nó ăn dừa vậy nè, phải bắt nó mới được. Ồ. Ồ. Vô mày hả? Này. Nói không bự không? Bự không? Được rồi. Ồ, rồi. Nó thành quả được 10-15 cái gặp mà dính được như đây các bạn. Hồi nãy xảy hết mấy cái. Đây nè, còn giờ còn 2-3 cái, 3 cái gì nè, không dính nè. Hồi nãy cho mình bên chị bên kia hết một con chuột bự. Chứ số chuột hôm qua dính hôm qua nè các bạn. Hôm nay mình gọng qua nay nè. Rồi mình dồn lại luôn. Rồi mai chiều nay mình đặt tiếp. Thôi mình kết thúc video đây luôn nha các bạn. Bây giờ mệt quá rồi hẹn các bạn video lần sau. Thôi mình tạm biệt các bạn nha. Bỏ vô đi. Rồi chiều nay mình gài tiếp. Rồi, thôi tạm biệt các bạn.